Chuyên mục bưởi Tết thanh lý nha các bạn nhá. Ngày hôm nay nhà em cẩu cây bưởi này cho bạn khách ở Vĩnh Phúc này. Đây là em chở cho bạn khách ở Vĩnh Phúc nha các bạn nhá. Cây rất là đẹp luôn, dáng bàn trà. Cho sang đây. Đây là cây bưởi bàn trà cho bạn khách ở Vĩnh Phúc này. Đấy. Đến nơi dặn khách là tưới nước ở băng dính nha Linh nhá. Ừ, có, không phát rồi. Từ lúc băng dính như nó băng dính. Cây rất là quả rất là đẹp. Cây này quả to đẹp, giá rẻ. Bạn khách bạn ấy dục từ sáng rồi. Chuyên mục, tiếp tục chuyên mục thanh lý cái bưởi bưởi Tết giá bình dân. Các bác xem like, thả tim, thả like, chia sẻ like cho em Thủy nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn. Em đếm thử xem cây này có bao nhiêu quả nhá. Cây này có bao nhiêu quả nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 12 này. Cây này toàn quả thật nha các bác nhá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Cây này có khoảng 45 quả. Cây này dáng lắc nhá, dáng lắc rất là đẹp này. Cây này dáng lắc lượn như này này, rất là đẹp luôn. Có khoảng 45 quả nhá các bác nhá. Cây cảnh đếm quả, cây này thì không phải là đếm quả mà cũng mình cũng phải đếm sơ sơ cho các khách hàng người ta biết ấy. Là cây nó có bao nhiêu quả. Alo. Chị ơi, bây giờ chị mới báo em thì không kịp rồi, thợ đi làm chỗ khác hết rồi. Phải chiều mới đánh được. Chiều đánh thì chiều tối mới xếp xe sáng mai giao. Còn là chiều tối ra muộn, buổi tối giao thì là sáng mai chị chồng. Vâng, nếu mà chị lấy thì chiều em báo thợ đánh gấp, không là chị tối giao. Ờ thì ra em đi xe cẩu mà, thì đi xe cẩu đến buổi tối cẩu nó hạ vào hố, bảo thầy đào hố sẵn đi. Đào hố sẵn cái là cây về phát đặt vào hố là xong luôn. Còn này em là đánh hết sáng nay, sáng mai bốc sớm. Thì em bảo với chị từ hôm qua này, em đánh từ chiều qua đi để cho chị ngày hôm nay chị nhận thì chị cũng không. Bây giờ mới báo thì làm sao mà kịp được, thợ người ta đi làm hết rồi, cứ chừng cái buổi này rồi đâu chị. Chiều không kịp đâu chị ơi. Bây giờ thợ đi làm rồi, nếu mà làm thì em gọi thợ thì cũng phải đến chiều mới xong được. Vâng. Chiều thì em đánh thôi, trong buổi chiều là xong, nhưng mà còn để chở sang bên đấy nữa thì chị cứ sắp xếp để chiều nhận hàng thôi, chiều tối nhận muộn tí. Ngày Tết này làm muộn một tí chẳng vấn đề gì. Chị cứ báo thầy cho mọi người đào hố sẵn đi. Cây sang em bảo thợ đặt cẩu đặt sát vào cây là xong nhá. Ok. Vâng, ok chị. Ôi trời ơi các bác ơi, đang phát like và gián đoạn like. Cây này là 4 củ rưỡi các bác ơi. 4 củ rưỡi thôi, có 45 quả. Đây cây của bạn trên xe rồi này. Cây của bạn Trung Vĩnh Phúc là lên xe rồi này. Khoảng 2 tiếng nữa là bạn sẽ nhận được hàng nhá. Yên tâm là cây rất là đẹp luôn. Cây rất là đẹp. Cây này là trả đơn cho bạn khách ở Vĩnh Phúc này. Linh ơi, để lùi ra ngoài thùng xe ấy, để khách còn hạ xe lông. Đây rất đẹp. Linh ở đi phát bán cây khác đây. Nhá.
Dáng này là dáng gọi là dáng mẫu tử, dáng mẹ bồng con đấy ạ. Chậu thì đặt nó đang bị ở trên mặt đất, nó đang hơi bị nghiêng, hơi bị lệch này. Đấy, cái chậu đặt hơi bị lệch. Các về nhà các bác là cái đất nó bằng phẳng ấy, thì kê nó thẳng lên thì nhìn cái cây sẽ đẹp hơn. Đây là chậu như này ạ. Chậu như này nhá. Dáng gấp cây này rất là đẹp. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn xem này. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. Số điện thoại của em là 0969162214. Tức là em Thủy bán giá là 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu thôi ạ. Cây cực kỳ đẹp luôn. 4,5 triệu nhá. 168 bác đang xem live, các bác thả tim thả like cho em với, để cho em biết là mọi người đang vẫn đang ngồi tại đây để xem live, để đang tương tác với em.